Vâng, hello mọi người nha. Hôm nay Quang test cho mọi người một cái đèn nháy dạng pha bông dòng mới nhất 2021 cho mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đây là một dạng đèn nháy pha bông điều khiển từ xa. Đó. Cái đèn nháy nó hay là mọi người biết không? Là tức là nó không có dùng điện, nó dùng pin. Cái này mọi người có thể xách đi bất cứ nơi đâu cũng được, đi chơi đi đồ đấy. Cái này và tất cả những cái này nó uốn cong nha mọi người, nó uốn cong rất là đẹp. Đó, thấy không? Đẹp lung linh. Đó. Người đây đó này đây đó. Đây là một cái dạng đèn nháy pha bông, như con Quang làm nó ẩu quá, con uốn nó không có cong, không có túa đẹp. Đây là những cái sợi này, này. Các bạn nhìn thấy như cái sợi này là nó bằng đồng mọi người, nó bằng đồng đấy, nó bằng đồng thì mọi người có thể uốn cong mọi ý mọi muốn đấy. Với đặc biệt là mọi người có thể xách nó đi, xách đi bằng cách là mọi người đây nó có thể xách nó đi, xách đi bất cứ nơi đâu, lấy ra xách nó đi. Đấy, được không? Đấy, sách cái đi đâu, đi chơi, đi đồ, sách cái đi được. Hay, không? Rất là hay như này. À, đây là pin, nó dùng bằng pin nha mọi người. Pin của nó là nó có 4 cục pin trong đây này. Đó. Cái này chơi thì ví dụ các bạn chơi Noel hoặc chơi Tết, các bạn treo treo chán này xong đó là cất đi. Sang năm mấy lúc khác chơi nó cũng hay nhá. Này khá là hay mọi người, con thấy nó hay. Đó. Như pháo bông vậy đó. Và chơi mấy mấy cái là mình treo là được rồi. Đấy. Và cái này điều khiển này nó có thể các chế độ nó điều khiển rất là nhiều thứ cho mọi người. Đây ví dụ như cái dạng số 1 này nó sẽ nhấp nháy khác cho mọi người. Đó. Số 2 này con bấm thử cho mọi người coi. Đó. Số 3 này. Đó, nó sẽ ra những cái hiệu ứng khác. Số 4 này. Đó, ra những cái hiệu ứng khác. Số 5 này. Đó, nhấp nháy liên tục. Đó. Đấy, thấy không? Rất là đẹp. Đấy, số 6 này, xem nào. Đấy, số 6 ra kiểu đó, số 7 này. Đấy, nháy liên tục luôn. Đấy, nhạc sập sình luôn. Đấy, đẹp. Rất đẹp cho mọi người. Đấy. Đây là sản phẩm hot nhất 2021 cho mọi người. Đấy. Mọi người quan tâm đến sản phẩm này có thể vui lòng liên hệ với Quang qua số điện thoại bên dưới nha mọi người. Đó, inbox với Quang qua Zalo, Quang báo giá cho mọi người nhé. Ok cho mọi người. Cảm ơn mọi người. Năm mới xuân sang, chúc mọi người gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người.